Cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang trở nên cực kỳ gay cấn và kịch tính khi cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden bắt đầu trong một cuộc chiến chính trị đầy căng thẳng. Ông Trump liên tục chỉ trích ông Biden vì tuổi tác cao, cho rằng điều này chứng tỏ sự suy giảm năng lực lãnh đạo của ông. Tuy nhiên, tình thế đã đảo ngược khi bà Kamala Harris, ứng viên của đảng Dân Chủ, khéo léo phản công bằng cách sử dụng cùng một chiêu bài chống lại ông Trump. Một khảo sát gần đây cho thấy ông Trump bị đánh giá cao tuổi hơn ông Biden, trong khi bà Harris, dù gần 60 tuổi, vẫn được đánh giá cao về sự tươi trẻ. Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng lợi dụng tình huống này với bà Harris và ông Timbuk chỉ trích sự kiệt sức của ông Trump, tạo ra một cuộc đấu tranh căng thẳng giữa các tầm nhìn khác nhau cho tương lai nước Mỹ. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Trump đối mặt với đòn phản công đầy kịch tính từ bà Harris về vấn đề tuổi tác. Trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên của đảng Cộng Hòa, đã không ngừng khai thác vấn đề tuổi tác của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden như một vũ khí chiến lược. Suốt nhiều tháng qua, ông Trump đã chỉ trích ông Biden vì tuổi tác cao, khẳng định rằng điều đó chứng tỏ sự suy giảm năng lực lãnh đạo của ông. Tuy nhiên, kịch bản đã thay đổi ngoạn mục khi bà Kamala Harris, phó Tổng thống và ứng viên của đảng Dân Chủ, khéo léo lật ngược thế cờ bằng cách tấn công ngược lại ông Trump với cùng một chiêu bài. Theo một khảo sát toàn quốc mới nhất từ Market Law School Poll, có đến 57% cử tri cho rằng ông Donald Trump đã quá tuổi để tiếp tục tranh cử, trong khi con số này đối với Tổng thống Biden lên đến 79%. Đáng chú ý, chỉ 13% cử tri thể hiện quan điểm tương tự về bà Kamala Harris, người sẽ bước sang tuổi 60 vào tháng 10 tới. Điều này cho thấy, dù bà Harris sắp bước vào tuổi lục tuần, cô vẫn được nhìn nhận với sự tươi trẻ hơn nhiều so với ông Trump. Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng sử dụng vấn đề tuổi tác làm đòn phản công hiệu quả. Megan Masterly của Politico cho biết, các đảng viên Dân Chủ sau một thời gian dài phải bảo vệ ứng viên của mình khỏi những chỉ trích về tuổi tác. Giờ đây đã có cơ hội để tấn công ông Trump về điểm yếu tương tự. Bà Anita Dunn, cố vấn thân cận của ông Biden cho rằng, việc phản công này đã tạo ra hiệu quả rõ rệt, nhấn mạnh rằng một ứng viên lớn tuổi thường bị coi là đại diện cho sự lỗi thời, điều mà cử tri không mong muốn trong một tổng thống. Phó Tổng thống Kamala Harris, dù luôn giữ thái độ thận trọng trong các cuộc thảo luận công khai, đã tỏ rõ sự khéo léo khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến về phía trước thay vì quay lại quá khứ. Trong các sự kiện vận động gần đây, bà Harris đã chỉ trích chính sách giảm thuế cho tập đoàn lớn của ông Trump và nhấn mạnh những khó khăn mà người dân phải đối mặt trong lĩnh vực bảo hiểm y tế và quyền tự do sinh sản. Tại các cuộc meeting, đám đông đã hô vang khẩu hiệu "Chúng tôi sẽ không quay lại" để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ cho tầm nhìn tiến bộ của bà. Bà Harris cũng được hỗ trợ bởi ông Timbuk, ứng viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ, người đã công khai chỉ trích trạng thái kiệt sức và có năng lượng thấp của ông Trump tại một buổi gây quỹ. Ông Quốc khuyến khích ông Trump nên nghỉ ngơi vào cuối tuần nhằm làm nổi bật sự mệt mỏi của ứng viên Cộng Hòa. Trong khi ông Trump đã liên tục sử dụng tuổi tác của ông Biden như một yếu tố chiến lược trong chiến dịch của mình, chiến dịch của ông Trump hiện đang rơi vào tình trạng hỗn loạn với các thông điệp trở nên lạc lõng và không nhất quán. Theo bà Celine Dallet, chủ tịch của tổ chức Led Research Partner và cố vấn của chiến dịch ông Biden năm 2020, ông Trump đã tạo ra cơ hội cho bà Harris khi khai thác thêm điểm yếu này. Việc ông Trump tổ chức một cuộc họp báo dài dòng tại New Jersey chỉ trích chính sách kinh tế của bà Harris và kết nối bà với các chính sách mà ông cho là tự do cấp tiến của California đã khiến thông điệp của ông trở nên thiếu tập trung và kém hiệu quả. Chuyên gia nghiên cứu chính trị Mazin Kelly nhận xét rằng sự dài dòng trong các cuộc vận động và phát biểu của ông Trump có thể là dấu hiệu của sự suy giảm về mặt năng lượng và tinh thần, điều mà cử tri đang ngày càng nhận thấy. Điều này đã tạo cơ hội mới cho bà Harris và đội ngũ của bà trong cuộc đua bầu cử đang ngày càng gay cấn. Tình hình hiện tại cho thấy, cuộc chiến không chỉ là sự so kè giữa các cá nhân, mà còn là cuộc đấu tranh giữa hai tầm nhìn khác nhau cho tương lai nước Mỹ. Thử thách đáng gờm của bà Harris. Trong bối cảnh cuộc đua bầu cử năm 2024 ngày càng căng thẳng, bà Kamala Harris đang đứng trước thử thách lớn dù chiến lược tấn công tuổi tác của ông Donald Trump đang tỏ ra hiệu quả. Sự tập trung vào vấn đề tuổi tác của ông Trump có thể mang lợi ích chiến lược cho đảng Dân Chủ, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ làm cử tri lớn tuổi cảm thấy bị bỏ rơi.
Trước đây, khi Tổng thống Biden gặp phải sự chỉ trích vì các phát ngôn nhầm lẫn và màn thể hiện kém nổi bật, bà Harris và nhiều đảng viên dân chủ khác đã kiên quyết bảo vệ ông, cho thấy sự ủng hộ của họ đối với một ứng viên cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Dù bà Harris được coi là một gương mặt trẻ hơn và mới mẻ hơn so với ông Trump, điều này không có nghĩa là phó tổng thống đã hoàn toàn thoát khỏi rủi ro. Bà vẫn nằm trong độ tuổi trung bình của các tổng thống Mỹ gần đây, trẻ hơn ông Biden, ông Trump và Ronald Reagan khi họ nhậm chức, nhưng lại lớn tuổi hơn Obama, Bush, Clinton và Carter. Theo cuộc thống kê dân số Mỹ, bà thuộc thế hệ Baby Boomer cùng với ông Trump và sắp tới đây bà cũng sẽ đủ tuổi để nhận quyền lợi từ Medicare, chương trình bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi tại Mỹ. Sự khác biệt giữa hai ứng viên chính không chỉ nằm ở tuổi tác mà còn ở xuất thân, một tỷ phú bất động sản da trắng từ New York và một nữ công tố viên người Mỹ gốc Phi và Á từ California. Đây là sự tương phản rõ rệt, nhưng không thể phủ nhận rằng bà Harris và đội ngũ của bà đang phải đối mặt với một thách thức kép. Trong khi cặp đôi Harris-Wood đại diện cho sự đổi mới và khác biệt mà cử tri Mỹ đang tìm kiếm, chiến lược này cũng có thể dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn. Ông Pete Zangrico, một chiến lược gia lâu năm của đảng Dân Chủ nhấn mạnh rằng, mặc dù sự tươi mới của cặp đôi này là một lợi thế, đảng Dân Chủ cần thận trọng với những tác động không lường trước được của chiến lược tập trung vào tuổi tác. Cuộc đối đầu đầy kịch tính trong cuộc đua bầu cử Mỹ năm 2024, niềm vui từ bà Harris hay cảnh báo từ ông Trump? Trong cuộc chiến tranh cử gam go này, sự đối lập giữa thông điệp của Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang trở thành một yếu tố kịch tính, lôi cuốn cử tri Mỹ. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình trên cương vị người đồng hành tranh cử, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz đã tôn vinh bà Harris với câu nói đầy cảm hứng: "Cảm ơn bà đã mang niềm vui trở lại." Ngay lập tức, bà Harris đã khuấy động tinh thần lạc quan khi tuyên bố rằng các ủng hộ viên của đảng Dân Chủ chính là những chiến binh vui vẻ, một dấu hiệu rõ ràng của chiến dịch nhằm mang lại cảm giác tích cực và hy vọng cho cử tri. Ngược lại, ông Donald Trump đã làm nổi bật một kịch bản u ám trong một cuộc họp báo tại Florida. Chỉ vài ngày sau đó, ông bắt đầu bằng một cảnh báo nghiêm trọng: "Chúng ta có rất nhiều điều tồi tệ sắp xảy ra và dự đoán rằng nước Mỹ có thể đối mặt với một cuộc suy thoái kinh tế, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cuộc đại khủng hoảng năm 1929 hoặc một cuộc chiến tranh thế giới mới." Ông Trump cảnh báo rằng quốc gia đang đứng trước nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay, cả về kinh tế lẫn an ninh quốc gia. Chiến dịch của đảng Dân Chủ đang cố gắng vẽ nên một viễn cảnh tươi sáng, kỳ vọng rằng các cử tri sẽ bị thu hút bởi một tương lai đầy hứa hẹn hơn là chỉ đơn thuần phản đối đối thủ. Trong khi đó, chiến dịch của ông Trump lại nhấn mạnh sự thật về tình hình hiện tại, cho rằng sự sụt giảm tâm trạng và niềm tin của người dân chính là dấu hiệu cho thấy sự đối lập rõ rệt trong thông điệp của hai bên. Một cuộc khảo sát gần đây từ The Associated Press NORC Center cho thấy 2/3 người dân Mỹ cảm thấy bi quan về tình hình chính trị, với 7/10 người được hỏi cho rằng đất nước đang đi sai hướng. Jason Miller, cố vấn cấp cao của ông Trump, khẳng định rằng những vấn đề thực tiễn như giá cả đắt đỏ của khí đốt, thực phẩm và nhà ở mới là điều cử tri quan tâm hơn là tâm trạng tổng thể của quốc gia. Trong bối cảnh này, việc bà Harris và ông Trump sẽ chinh phục cử tri bằng cách nào là điều đáng được theo dõi trong những tháng tới. Liên danh tranh cử Harris-Wood, thông điệp mang lại sự tích cực. Sự lựa chọn của Phó Tổng thống Kamala Harris trong việc chọn Thống đốc bang Minnesota Tim Walz làm người đồng hành tranh cử đã gửi một thông điệp mạnh mẽ về niềm tin và sự tích cực. Động thái này không chỉ thể hiện sự khéo léo trong chiến lược tranh cử của bà Harris mà còn là sự phản chiếu rõ nét của một kế hoạch muốn làm mới sức sống cho một cuộc chiến chính trị. Với ông Walz bên cạnh, bà Harris kỳ vọng có thể tiếp tục khơi dậy nguồn năng lượng tích cực cho các cử tri. Điều này càng quan trọng khi Tổng thống Joe Biden đối mặt với áp lực gia tăng trong đảng và những lo ngại về khả năng chiến thắng trong tháng 11, đã quyết định rút lui khỏi cuộc đua. Ông Walz đã dành tuần đầu tiên của mình để cùng bà Harris đến thăm các bang chiến trường, truyền tải thông điệp tích cực về khả năng nói những điều tốt đẹp, trong khi khuyến khích sự lạc quan và hy vọng. Mặc dù Tổng thống Biden thường kết thúc các bài phát biểu của mình bằng sự lạc quan về tình hình đất nước, ông cũng không quên chỉ trích ông Donald Trump như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền Dân Chủ. Ông Biden đã cảnh báo về những nguy cơ mà ông Trump có thể gây ra nếu quay lại Nhà Trắng, từ việc áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đến việc theo đuổi các kế hoạch bảo thủ như dự án 2025. Chiến dịch của bà Harris tiếp tục duy trì chủ đề tương tự
chỉ trích ông Trump về những hành vi pháp lý của ông, từ các tội danh ở New York đến những cáo buộc lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, bà Harris và ông Watt đều đồng lòng trong quan điểm rằng nụ cười và sự tích cực có thể mang lại sức mạnh lớn hơn sự chỉ trích. Bà Harris đã cam kết mang đến sự ủng hộ và nâng đỡ thay vì hạ bệ đối thủ và truyền tải thông điệp này trong suốt chiến dịch. Sự thay đổi rõ rệt trong thông điệp từ khi bà Harris tiếp quản chiến dịch tranh cử đã thu hút sự chú ý của cử tri. Paula Montana, một người tham gia meeting bên ngoài Detroit, đã nhấn mạnh sự tươi mới trong cách bà Harris và ông Watt tiếp cận chính trị, nhấn mạnh rằng sự tích cực là điều mà cử tri mong mỏi hơn là sự tích cực trong bối cảnh chính trị hiện tại. Ứng viên Donald Trump và cái nhìn thực tế. Cựu Tổng thống Donald Trump và đội ngũ cố vấn của ông đang nỗ lực làm nổi bật sự tăm tối của tình hình hiện tại để củng cố chiến dịch tranh cử của mình. Trong khi đảng Dân Chủ đang dùng sức vào việc tạo ra làn sóng phấn khích, ông Trump tập trung vào những cảnh báo nghiêm trọng về sự sụp đổ tiềm tàng của nền kinh tế, tình trạng hỗn loạn ở biên giới Mỹ, Mexico và sự bất ổn tại Trung Đông. Với một động thái nghiêm khắc, ông Trump đã liên tục dự đoán sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và nguy cơ chiến tranh, nhấn mạnh rằng nếu không được bầu, chúng ta sẽ không còn đất nước nữa. Ông cảnh báo rằng dưới chính quyền của bà Kamala Harris, an sinh xã hội sẽ sụp đổ và các khu vực ngoại ô sẽ chìm trong bạo lực và tội phạm. Trong khi phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa gần đây, ông Trump mang đến một thông điệp đầy tự tin và mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ sau đó, ông lại dự đoán những điều tồi tệ sắp xảy ra. Thượng nghị sĩ bang Ohio, J.D. Vance, đồng minh thân cận của ông Trump, đã không ngần ngại chỉ trích chính quyền hiện tại, đặc biệt là khi tiếp xúc với các phóng viên. Vance thể hiện sự phẫn nộ về tình hình đất nước và biên giới, khẳng định rằng tình trạng hiện tại thật đáng xấu hổ. Đề cập đến tâm trạng chung của đất nước, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cũng đưa ra đánh giá tương tự rằng đất nước đang ở trong tình trạng tồi tệ. Tuy nhiên, trong khi thông điệp của ông Trump chủ yếu là cảnh báo và dự đoán khủng hoảng, những người ủng hộ ông vẫn cảm thấy lạc quan khi tham gia các cuộc meeting. Cựu tri Alex Lutzi từ Montana cho rằng, bất chấp sự ảm đạm trong thông điệp, chiến dịch của ông Trump vẫn là niềm hy vọng chính trong bối cảnh hiện tại. Brett Scales, một cựu tri nghỉ hưu, nhấn mạnh sự tin tưởng vào ông Trump và sự ủng hộ không thay đổi của ông đối với những người đã không thất vọng trước đây. Bà Harris khuấy động đường đua bầu cử Mỹ khiến ông Trump phải dè chừng. Khi năm 2024 đang tiến vào giai đoạn quyết định của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, bức tranh chính trị đang chứng kiến một sự chuyển mình mạnh mẽ và đầy bất ngờ. Phó Tổng thống Kamala Harris đã nổi lên như một ứng cử viên đại diện cho sự đổi mới và thay đổi, mang đến một hình ảnh mới mẻ và đầy sức sống trong khi cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với những thách thức lớn chưa từng có. Theo bình luận của tờ Politico ngày 12 tháng 8, sự chuyển mình này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chuỗi sự kiện chính trị và xã hội phức tạp, có khả năng làm đảo lộn cuộc đua tổng thống sắp tới. Khi ông Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2016, ông đã tạo ra một cơn sóng lớn với lời hứa phá vỡ hiện trạng, đồng thời thể hiện sự khác biệt rõ rệt so với các chính trị gia truyền thống. Với bối cảnh là một doanh nhân và nhân vật truyền thông nổi tiếng, ông Trump đã khai thác sự mệt mỏi của cử tri đối với hệ thống chính trị đã kéo dài nhiều thập kỷ. Chiến lược của ông nhấn mạnh vào việc chống lại các quy tắc truyền thống và hứa hẹn mang đến một sự thay đổi triệt để. Điều này đã khiến ông thu hút được sự ủng hộ rộng rãi từ những người cảm thấy bị bỏ rơi bởi hệ thống chính trị hiện tại. Tuy nhiên, vào năm 2024, tình hình đã thay đổi một cách rõ rệt. Kamala Harris mặc dù không khác biệt nhiều về chính sách so với Tổng thống Joe Biden, đang nổi lên như một biểu tượng của sự thay đổi trong mắt cử tri. Với vai trò là phó tổng thống, bà Harris không chỉ tiếp nối các chính sách hiện tại mà còn mang đến một hình ảnh mới lạ và sức sống tươi trẻ. Điều này đã tạo ra một sự hấp dẫn đặc biệt trong cuộc đua. Sự chuyển mình này không chỉ là về cá nhân bà Harris mà còn phản ánh một xu hướng lớn hơn trong chính trị Mỹ, nơi các cử tri đang tìm kiếm sự đổi mới và khác biệt. Trong khi bà Harris mang đến một làn sóng mới, ông Donald Trump đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng từ nhiệm kỳ trước. Các cáo buộc liên quan đến hành vi và các thất bại trong nhiệm kỳ của ông đã làm giảm sức mạnh của hình ảnh đổi mới mà ông từng có. Các cuộc kiện cáo kéo dài và các vấn đề pháp lý đang làm xói mòn sự tín nhiệm của cử tri đối với ông Trump, khiến ông phải vật lộn để duy trì hình ảnh của mình như một ứng cử viên mang đến sự thay đổi.
Bức tranh chính trị hiện tại đang cho thấy một cuộc đua căng thẳng và đầy kịch tính. Dù đảng Cộng Hòa vẫn có thể sử dụng nguồn lực tài chính để phản công và làm suy yếu hình ảnh của bà Harris, sự nổi lên của phó tổng thống đã tạo ra một động lực mới trong cuộc đua. Tình hình hiện tại không chỉ phản ánh sự thay đổi trong động lực chính trị mà còn mở ra những bất ngờ chưa thể dự đoán. Cuộc bầu cử năm 2024 hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí quyết liệt giữa các thế lực chính trị đối lập và sự nổi lên của Kamala Harris là một yếu tố không thể bỏ qua trong cuộc chiến này. Năm thử thách quyết định trong cuộc đua tổng thống 2024 mà bà Harris phải đối mặt. Phó tổng thống Kamala Harris đang đối diện với năm thách thức lớn có thể trở thành yếu tố quyết định trong cuộc đua tổng thống Mỹ 2024. Mặc dù bà đã có một sự khởi đầu ấn tượng với sự gia tăng về tài chính và sự ủng hộ từ cử tri trong 3 tuần đầu tiên của chiến dịch, con đường phía trước còn 90 ngày đến ngày bầu cử, đòi hỏi bà phải duy trì sự năng động và hiệu quả trong chiến dịch giữa bối cảnh nhiều khó khăn. Dưới đây là những vấn đề quan trọng mà bà Harris cần phải giải quyết để có cơ hội thành công trong cuộc đua này. Thứ nhất, khả năng tương tác với truyền thông. Khả năng giao tiếp với truyền thông và công chúng là một trong những thử thách lớn nhất mà bà Harris đang đối mặt. Gần đây, bà đã phải hứng chịu chỉ trích vì sự vắng mặt trong các cuộc phỏng vấn và họp báo, một điểm yếu mà đối thủ chính trị đã tận dụng triệt để. Cựu Tổng thống Donald Trump và Thượng nghị sĩ J.D. Vance đã chỉ trích bà bằng cách tổ chức các cuộc họp báo để nhấn mạnh sự thiếu vắng của bà trước truyền thông, làm dấy lên nghi ngờ về sự minh bạch và khả năng lãnh đạo của bà. Cuộc phỏng vấn gần đây nhất của bà là vào tháng 6 với chương trình Morning Show của MSNBC và một cuộc trò chuyện ngắn với Anderson Cooper của CNN. Sự xuất hiện hiếm hoi trên các phương tiện truyền thông có thể tạo ra hình ảnh bà thiếu sự minh bạch và không đủ chủ động trong việc giao tiếp với công chúng. Để khắc phục điều này, bà Harris cần phải tăng cường sự hiện diện trên truyền thông, không chỉ để cải thiện hình ảnh mà còn để duy trì sự ủng hộ từ cử tri. Thứ hai, xử lý vấn đề kinh tế. Vấn đề kinh tế là một thử thách quan trọng khác mà bà Harris phải đối mặt. Trong bối cảnh lạm phát gia tăng và sự lo lắng về tài chính cá nhân của cử tri, bà cần chứng minh khả năng quản lý nền kinh tế hiệu quả. Các bài phát biểu gần đây của bà đã đề cập đến cam kết giảm giá, giảm chi phí và hạn chế phí dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, sự nhận thức của công chúng về nền kinh tế vẫn là một điểm yếu lớn đối với đảng Dân Chủ. Một khảo sát gần đây cho thấy ông Trump vẫn dẫn trước bà Harris về vấn đề kinh tế, với cử tri tin rằng tình hình tài chính sẽ được cải thiện hơn dưới thời ông Trump. Để thay đổi tình thế, bà Harris cần phải chứng minh rằng bà có thể cung cấp những giải pháp thực tiễn và hiệu quả, tạo ra sự ổn định tài chính cho các gia đình Mỹ. Thứ ba, xử lý vấn đề an ninh biên giới. An ninh biên giới đã trở thành một điểm yếu trong chiến dịch của Tổng thống Joe Biden, và giờ đây cũng là của bà Harris. Đảng Cộng Hòa đã gắn cho bà danh hiệu Nữ Hoàng Biên Giới liên quan đến chính sách di cư, chỉ trích sự quản lý lỏng lẻo của bà trong vấn đề này. Bà Harris cần phải đáp trả các chỉ trích này bằng cách bảo vệ thành tích của chính quyền Biden và chứng minh rằng những giải pháp của bà có thể tạo ra sự khác biệt thực sự. Chiến dịch của bà đã nỗ lực củng cố lập trường của mình thông qua quảng cáo và các chính sách mới, nhưng bà cần phải làm rõ và chứng minh rằng các giải pháp của mình không chỉ là lý thuyết mà còn có thể được thực hiện và hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề di cư, vốn đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều cử tri. Thứ tư, chính sách đối ngoại và vấn đề Israel. Chính sách đối ngoại, đặc biệt là vấn đề liên quan đến Israel và Gaza, là một thách thức lớn đối với bà Harris. Đảng Dân Chủ đang chia rẽ về vấn đề này, và bà Harris phải đối mặt với áp lực từ cả hai phía. Một số nhà hoạt động yêu cầu chính sách cứng rắn hơn đối với Israel, trong khi những người khác có thể không đồng tình với quan điểm đó. Bà Harris cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc duy trì chính sách hiện tại của chính quyền Biden và việc thu hút sự ủng hộ từ các cử tri gốc Ả Rập và cử tri trẻ tuổi. Sự phân hóa trong đảng về vấn đề này có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ đối với chiến dịch của bà, và bà cần tìm cách xử lý căng thẳng một cách khéo léo và hiệu quả. Thứ năm, đối phó với các cuộc tấn công từ ông Donald Trump. Cuối cùng, bà Harris phải đối diện với các cuộc tấn công không ngừng từ cựu Tổng thống Donald Trump, người đã sử dụng chiến thuật tấn công cá nhân và các tuyên bố gây tranh cãi để thu hút sự chú ý. Ông Trump đã chỉ trích bà Harris bằng những danh hiệu tiêu cực như cặp đôi cánh tả cấp tiến nhất trong lịch sử Mỹ.
và thực hiện các cuộc tấn công dựa trên chủng tộc và giới tính. Để đối phó hiệu quả, chiến dịch của bà Harris cần duy trì một chiến lược phản công mạnh mẽ và không để các cuộc tấn công làm phân tâm hay làm suy giảm sự ủng hộ của cử tri. Việc giữ vững sự tập trung và truyền đạt thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ sẽ là yếu tố quan trọng để bà có thể giành chiến thắng trong cuộc đua này. Tóm lại, những thách thức này không chỉ đặt bà Harris vào một tình thế khó khăn, mà còn có thể thay đổi toàn bộ cục diện cuộc đua tổng thống. Để đạt được thành công, bà cần phải giải quyết hiệu quả từng vấn đề, từ khả năng giao tiếp với truyền thông đến quản lý nền kinh tế và xử lý các vấn đề chính trị quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.